Hoa hậu Diễm Hương, tên thật là Lưu Thị Diễm Hương, sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt khi đang là sinh viên năm thứ hai. Tiếp đó, Diễm Hương đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất năm 2010, lọt top 14. Diễm Hương tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới năm 2012 được tổ chức ở Mỹ. Với chiều cao vượt trội, vóc dáng cân đối, nụ cười rạng rỡ, cô được chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới bình chọn là một trong 20 thí sinh có gương mặt đẹp nhất thời điểm đó. Nhắc tới Hoa hậu Diễm Hương, công chúng sẽ nhớ tới một Hoa hậu bản lĩnh và cá tính mạnh mẽ, những giải thưởng như một minh chứng cho sự nỗ lực và cố gắng của cô. Tuy nhiên, con đường có lúc tưởng như được trải thảm đỏ đó lại có những trắc trở gập ghềnh. Sau ánh hào quang, Diễm Hương gặp nhiều biến cố, nhưng điều khâm phục hơn cả là cô đã bản lĩnh vượt qua trở thành một diễm hương trưởng thành tự chủ và mạnh mẽ như ngày hôm nay xin chào quý vị khán giả rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình trò chuyện cuối tuần của đài phát thanh truyền hình nghệ an và nhân vật sẽ cùng trò chuyện với thanh long trong chương trình hôm nay là một nhân vật rất là đặc biệt xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn hoa hậu thế giới người việt 2010 lưu diễm hương à, xin chào hoa hậu lưu diễm hương ạ à, diễm hương xin kính chào chị thanh long diễm hương xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trò chuyện cuối tuần của kênh nghệ an dạ. ngày hôm nay thì hương rất là vui và cũng hồi hộp khi ngồi dạ. đây nữa à, thanh long thì đã theo dõi Lưu Diễm Hương ở trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 ạ và thực sự thấy được một cái bản lĩnh ở trên sân khấu cái sự tự tin và đầy tỏa sáng của em và Thanh Long cũng hy vọng là cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta với câu chuyện từ chính bản thân của Lưu Dưỡng Hương ạ, Một người rất là nghị lực vượt qua rất là nhiều những khó khăn trong cuộc sống Sẽ cho tất cả những người phụ nữ thấy được cả cái bản lĩnh của mình nữa, Để chúng ta làm chủ cuộc sống một cách tốt hơn Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói về cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 Không biết là cơ duyên từ đâu mà Lưu Dưỡng Hương lại đăng ký tham gia cuộc thi này ạ để mà nhìn lại cái quá trình đó thì em thấy mình hơi già. Ừ. Tại vì tới bây giờ thì Diễm Hương đã đăng quang tới 13 năm rồi. Ừ. À, trong những cái năm tháng đầu tiên khi mà mình mới đăng quang á, mình mình nói thì mình cũng không có chạnh lòng đâu. Ừ. Nhưng mà cho đến những cái giờ phút này thì em thấy hơi chạnh lòng à, và để nhớ lại cái quyết định mình thi thì mình mới thấy hồi xưa mình rất là trẻ con. Bởi vì bởi vì cái quyết định của Diễm Hương chỉ đơn giản là muốn chứng tỏ với gia đình là Uh, con lớn rồi con có thể tham dự một cái cuộc thi nào đó hương thì không có mong muốn uh, trở thành một hoa hậu hay một cái người nào đó ở trong giới showbiz mà chỉ đơn giản bởi vì lúc đó đi chơi rồi bạn bè lại um, nói rằng là có một cái cuộc thi hoa hậu thế giới người việt cùng lúc với hoa hậu việt nam mà tính hương thì nghĩ là mình không có nền nã hay là đủ thùy mị ừ. để tham dự cuộc thi hoa hậu việt nam mà tại thời điểm đó có cuộc thi hoa hậu thế giới người việt uh, do Vingroup tổ chức thì À, cái cuộc thi đó nó cũng là một cái cuộc thi à, ngang với lại hoa hậu việt nam nhưng lại hướng đến một cái người phụ nữ hiện đại hơn à, năng động hơn và được à, rất nhiều à, những người phụ nữ việt nam dù quốc tịch nước ngoài nhưng mà chỉ là người Việt Nam uh, Thi các nơi trên thế giới rồi Lại quy tụ về Việt Nam mình thi Thì mới gọi là Hoa hậu thi người Việt Thì Hương nghĩ rằng tính của Hương ngay từ nhỏ Lại sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn Thì uh, tính Hương lại là một người khá là năng động là. Tại thời điểm đó thì Hương mong muốn rằng là mình sẽ tham dự một cái gì đó để có thể tiếp xúc có, có cái cơ hội để tiếp xúc với những cái bạn bè ở nước ngoài về để xem sắp tới mình đi nước ngoài á là mình có phù hợp hay không vâng. thì thế thôi là hương quyết định đi thi vậy thôi đó vâng đôi khi chúng ta đi thi để chúng ta cũng sẽ có những cái trải nghiệm và khám phá ra được cái bản thân của mình có những cái thế mạnh như thế nào đúng không ạ lúc nãy thì bạn có nói đến một chi tiết đó là muốn chứng tỏ cho gia đình của mình biết là mình trưởng thành rồi và mình mong muốn đến với cái cuộc thi này để khám phá thêm bản thân mình xem từ là mình có phù hợp hay là muốn học hỏi gặp gỡ với rất là nhiều những người bạn quốc tế vậy thì tôi muốn hỏi là bắt đầu thì khi nào mà bạn nhận thấy được cái thế mạnh của mình nhận thấy được cái vẻ đẹp của cơ thể thì chúng ta có thể tự tin tham gia vào cuộc thi này ạ à, như diễm hương cũng chia sẻ là hương chưa bao giờ mong muốn uh, trở thành một cái người nổi tiếng à. hay là hương cũng không nghĩ mình có thể đủ khả năng thi trở thành hoa hậu đâu uh, bản thân thì chắc chắn là hương từ nhỏ luôn Uh, nhận thức được rằng là mình được uh, có một cái may mắn là sinh ra cha mẹ mình cho mình một cái diện mạo um, lành lặn xinh xắn nhưng mà hương chưa bao giờ nghĩ mình đẹp nhưng mà hương luôn tự tin rằng là mình là một người tự tin có thể um, uh, gọi là giao tiếp bởi vì từ nhỏ hương đã có thể học tiếng anh hoặc là uh, thuyết trình bằng tiếng anh thì hương chỉ muốn đây là cái cơ hội để mình cọ sát để sắp tới tại thời điểm đó thì uh, diễm hương phải quyết định lựa chọn là ở việt nam tiếp tục làm hoa hậu ừ. hay là phải bỏ để sang nước ngoài định cư À, vì vậy cho nên là trước khi hương đi thi hoa hậu á là hương gia đình đã có định hướng là thi hoa hậu cho nên khi mà hỏi chị hỏi rằng là hương có nhận thức về cái nét đẹp bên ngoài mình này không á thì hương chỉ nghĩ rằng là mình là một người may mắn được cha mẹ nuôi dưỡng à, chăm sóc mặc dù nhà mình không giàu nhưng mà ba mẹ mình nuôi mình như một công chúa yeah. thế là mình gọi là không xấu chứ không nghĩ là mình đẹp để có thể trở thành hoa hậu yeah. à, và hương chỉ đơn giản đi thi là bởi vì mình thích thôi Vâng, à, khi mà bạn tham gia vào cuộc thi này thì không biết từ phía gia đình của bạn như thế nào, có ủng hộ hay là đồng hành cùng với bạn không ạ? Yeah. Dạ không ạ, à. okay. tại vì à, gia đình Hương thì không mong muốn à, Hương là con một trong gia đình vâng. Ba mẹ thì định hướng là từ nhỏ là mình sẽ sang nước ngoài ừ. học và định cư Chứ không có mong muốn là Hương sẽ làm một cái nghề gì nghệ thuật mà thật sự là gia đình cũng nhận xét hương không có cái năng khiếu gì ừ. về nghệ thuật cả hát cũng không giỏi mà múa cũng không được luôn à, cho nên là cái thời thời điểm hương đi thi thì ba mẹ và gia đình không có ai biết có biết nhưng mà là không ủng hộ và đó là lần đầu tiên mẹ hương giận hương lần một gọi là hơi tự xương xương yeah. tự đây đơn giản là mẹ hương không chấp nhận hoặc giận không nói chuyện đấy à, chứ còn sau trong đó sau khi Hương đăng quang thì mẹ Hương lại là người giúp Hương lần đầu tiên đối mặt với những cái biến cố cuộc đời. Và có thể nói là lúc đầu thì bố mẹ hơi căng thẳng một tí bởi vì là không muốn mình định hướng đi theo cái con đường này đúng không? cho nên là như bạn nói là có từ xương xương một chút đúng không? Yeah. <laughs> kiểu là tỏ ra, tỏ ra cái sự phản đối nó gay gắt hơn yeah. để cho bạn từ bỏ cái ý định đó. Yeah. Nhưng mà uh, vậy thì um, trong suốt cả cuộc thi khi mà tôi nghĩ rằng là bố mẹ đã không ủng hộ thì chắc chắn là sẽ sẽ không thể nào đồng hành cùng với chúng ta được đúng không? Vậy thì Hương đã có những cái chiến thuật riêng cho mình như thế nào? Um, Hương sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, thì người ở tại Sài Gòn á người thành người ở cái thành phố cũng hương sống á. và những cái môi trường hương học từ nhỏ thứ nhất là hương đã tiếp xúc với lại môi trường nước ngoài khá là đúng sớm đúng. rồi hương học ở trong những cái ngôi trường như là trường chuyên trường đại nghĩa thì cũng học về những cái văn hóa phong tục của nước ngoài luôn cái khi lớn lên thì mình cũng lại định hướng mình đi nước ngoài cho nên là um, mọi cái suy nghĩ của hương từ nhỏ đến lớn đều là độc lập rất là độc lập gia đình cũng hướng như vậy cho nên hương không có chiến thuật gì hết hương chỉ biết là à, bước vào cuộc thi đó mình phải giống như mình ở nhà và à, gia đình cũng nói là sau này mình đi nước ngoài á, thì mình cũng sẽ phải tự một mình mình bươn trải kiểu như vậy cho nên hương không có chiến thuật và cũng không có ý định thắng mà chỉ đơn giản rằng là mình muốn thể hiện với gia đình rằng à, hãy yên tâm con đi thi là để con không có bị dụ đâu cái kiểu như vậy thôi à, và tất nhiên khi không có sự đồng hành của gia đình thì hương gặp khá là nhiều khó khăn bởi vì tại thời điểm đó hương không có ekip vâng. hương không có người đỡ đầu hương cũng không có quen biết ai trong giới nhưng cũng rất là may mắn là hương cũng có quen một số anh chị ở trong nghề quý mến mình thôi là à, hỏi mượn giùm mình áo dài nè hỏi mượn hỏi cho mình tài trợ mình về à, gọi là trang phục dạ hội. Mặc dù là Hương không có khả năng là đậu bởi là. vì Hương không có quen biết nhiều. Đấy, như vậy thôi chứ còn mình chỉ cố gắng là làm cho đến cùng những cái gì mình mong muốn thôi. À, tôi nghĩ là bạn đi thi với một tâm thì rất là thoải mái đúng không ạ? À, yeah. Một cái trải nghiệm mới cho bản thân mình, tại sao chúng ta lại không thử trong khi chúng ta có rất là nhiều cái yếu tố đầy đủ để có thể nói là đáp ứng được một cái cuộc thi hoa hậu của thế giới người Việt đúng không bạn? Vâng, vậy thì sau khi mà bạn đã trải qua rất là nhiều những vòng thử thách ở cuộc thi này, mặc dù là không có nhiều cái sự đồng hành từ phía gia đình, nhưng mà đến cái giây phút bạn đăng quang thì chắc chắn là cái niềm vui cái hạnh phúc nó sẽ rất là nhiều đúng không ạ? Bởi vì á Hương không không được chuẩn bị là ừ. trở thành hoa hậu và mình cũng bất ngờ, đó là lý do à, mọi người có thể nhìn lại trong những cái hoa hậu 20 năm trở lại đây ừ. thì hương là người có cái giây phút đăng quang xấu nhất Ừ. là bởi vì mình rất là bất ngờ khóc cũng không đẹp khóc mà được rèn luyện nó sẽ đẹp hơn nếu ừ. bây giờ cho hương đăng quang lại hương sẽ làm sao cho nó đẹp hơn thử thách luôn được không ạ giống <laughs> <laughs> như, như kiểu bất à, em cảm ơn ừ. mình mọi... ừ. mình lao nước mắt nhẹ nhàng còn lúc đó cái mặt của mình rất là xấu kiểu bị bất ngờ dạ anh. đúng không cái ừ. kiểu đâu liên quan tới cuộc đời đâu <laughs> cái sao ủa sao kêu tên mình à, cho nên là hương hương có cái giây phút đăng quang không có được đẹp cho lắm à, và vì như vậy à, khi mà nhớ lại cái điều đó cũng làm cho hương cảm thấy rằng là um, mình rút kinh nghiệm rằng mình đã làm cái gì đó mình phải có một cái mục tiêu rõ ràng ừ. chứ đừng như hồi xưa đừng như cái lúc mình còn trẻ mình làm cái gì chỉ vì mình thích thôi ừ. mình đã làm là mình phải có mục tiêu để khi mà cái mục tiêu đó mình phải đạt được ít nhiều để rồi mình có tâm thế chuẩn bị để mình nhớ được cái cảm giác còn đối với hương tại thời điểm đó thì mọi thứ nó vâng. quá nhanh vâng. nó quá nhanh nhưng mà cái hạnh phúc của hương là à, dù là ba mẹ hương không có đồng ý mẹ hương thì không đi dự nhưng mà à, một cái điều chi tiết rất là xúc động là ba hương lén mẹ hương vâng. à, bắt xe vì lén mà bắt xe đi ra nha trang trong cái đêm chung kết đó mà hương cũng không biết à. tại sao khi mà hương đang quen xong thì mới thấy ba mình với cô mình cầm bó hoa tặng mình mà quá là đông cho nên mình cũng không có kịp có một tấm nào chụp với ba luôn cái điều đó là làm hương buồn nhất nếu như quay lại là hương sẽ phải chụp với ba mình cho nên tới bây giờ là <laughs> hương là rất là hối tiếc cái giây phút đó. Và nhưng mà tôi nghĩ điều quan trọng là bạn đã đội được chiếc vương miện ở trên đầu rồi ạ. Có thể là cái khoảnh khắc đăng quang của chúng ta nó rất là bất ngờ bởi vì chúng ta đi thi với một cái tâm thế nó khác và cái mục đích của chúng ta cũng cũng không phải là chúng ta sẽ phải cố gắng để bằng được, à, giành được cái vương miện này đúng không bạn? nhưng mà à. cái món quà đấy tôi nghĩ nó cũng là một cái món quà rất là ý nghĩa dành tặng cho bố mẹ của bạn có thể lúc đầu bố mẹ có một chút gì đó phản đối chúng ta nhưng mà sau này thì bạn đã chứng tỏ được cái năng lực của cái bản thân mình ạ vậy thì với cái vương miện hoa hậu đó thì đã mở ra cho bạn rất là nhiều cơ hội đúng không ạ à, hương nghĩ hương tin chắc rằng là rất nhiều khán giả hiện nay đã đang và sẽ suy nghĩ rằng những cái cuộc thi hoa hậu cuộc thi nhan sắc mang lại một cái gì đó rất là vui sướng cho bản thân cái cô gái đó và gia đình cô gái đó nhưng riêng gia đình hương thì à, thú thực à, cái danh hiệu hoa hậu thế giới người việt hương rất là cảm ơn ban tổ chức cũng giống như là ban giám khảo và à, các khán giả tại thời điểm đó đã ủng hộ hương và hương cũng rất là trân quý cái danh hiệu của mình nhưng mà ngay giây phút hương quyết định làm theo cuộc đời mình có nghĩa là hương đã đặt gia đình mình vào cái sự lựa chọn của mình à, mặc dù gia đình hương không có mong muốn à, và kéo theo là gia đình hương đã hoàn toàn bước sang một cái trang hoàn toàn mới ừ. à, vì bước cái sự lựa chọn của mình và gia đình hương vì thương con và. cho nên phải chấp nhận theo à, và hương nghĩ rằng cái cái vương miệng không phải là phần quà lớn nhất mà hương dành cho ba mẹ mình tại thời điểm đó mà cái 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 món quà mà ý nghĩa nhất là hương nghĩ rằng là tại thời điểm này hương nhận ra mình sai cái gì và ba mẹ mình tại sao buồn và mình biết rằng mình làm cái gì để mình bù đắp lại những cái điều mình đã làm không đúng trong quá khứ vâng vậy thì sau khi bạn đăng quang thì bạn đã có những cái giai đoạn rất là huy hoàng đúng không ạ với cái danh hiệu là hoa hậu thế giới người Việt vậy. Hương đã có một cái quãng thời gian thanh xuân rất là tuyệt vời để có thể cống hiến có thể làm rất là nhiều việc à, có thể đại diện cho Việt Nam mình à, đem đến một cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam của mình đến gần hơn với lại à, các bạn trên thế giới và cũng mở đường ra cho các thế hệ đàn em sau này mình đi thi chinh chiến nhiều hơn có kinh nghiệm nhiều hơn và và tôi có nhớ bạn từng chia sẻ với báo chí cũng như giới truyền thông đó là sau khi mà bạn đăng quang của thi hoa hậu thế giới người Việt thì bạn có rất là nhiều cơ hội đúng không ạ nhận được rất là nhiều những lời mời của các nhãn hàng quảng cáo chẳng hạn và có thời điểm thì 15 phút mà bạn đã kiếm được một số tiền khá là lớn yeah. một nghìn đô hoặc là khi số tiền mà bạn kiếm trong một ngày cũng khá là nhiều đúng không yeah. ạ à. um, Hương không chắc rằng một, một 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 phút là Hương làm bao nhiêu tiền ừ. nhưng mà Hương có thể nhớ được rằng á là ngày xưa trong thời điểm quá khứ trong một phút giây hương có thể tiêu tốn vài trăm triệu là bình thường ừ. chỉ có thể rất là thoải mái mua một cái đôi dép một đôi giày hai ba chục triệu là bình thường trong một ngày hương xài hết ba bốn trăm triệu là bình thường và mình cũng không có cảm giác gì hết trơn à, có những cái thời điểm trong giỏ sách của hương luôn luôn có những cái cọc tiền à, dưới giường ngủ hương cũng à. có những cọc tiền nữa à, và hương cũng không đếm được là số tiền tại vì mình mình làm ra tiền được cũng khá là thuận lợi ừ. chứ không phải dễ à, cũng phải đổ bằng máu cũng mồ hôi cũng rất là nhiều nhưng mà nó khá là thuận lợi vâng. nó không phải như bây giờ um, thì những cái thời điểm đó uh, nghĩ lại làm cho hương cảm thấy nuối tiếc rất là nhiều vâng. bởi vì nếu như có thể thì hương mong muốn rằng là cái số tiền đó hương sẽ sử dụng một cách uh, thông minh hơn và vâng. chúng ta đã có những cái thời kỳ huy hoàng rất là rực rỡ và chúng ta cũng thấy là cái việc mà chúng ta đăng quang thì cũng tạo cho mình rất là nhiều cơ hội đúng không ạ ở đỉnh cao của ánh hào quang, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, một loạt biến cố đã xảy ra với hoa hậu Diễm Hương. Cuộc kết hôn bí mật vào năm 2011 bị lộ ra, đồng nghĩa cô đã vi phạm quy chế cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ năm 2012, thí sinh có chồng mà vẫn tham gia cuộc thi. Cô đã nhanh chóng ly hôn, nhưng quyết định này lại khiến bố mẹ cấm cản và xa rời. Dù không bị tước vương miện và không bị cấm diễn, nhưng diễm hương bị phạt cảnh cáo và đằng sau đó là những ồn ào đáng tiếc những tổn thương và mất mát không dừng lại ở đó một biến cố nữa lại xảy ra khi diễm hương sang mỹ hành trình sinh con nơi đất khách mắc chứng bệnh thể hiếm những áp lực về tâm lý khi chưa hóa giải được với bố mẹ thế nhưng sau khi trở về việt nam với bản lĩnh mạnh mẽ và sự cố gắng không ngừng nghỉ hoa hậu diễm hương đã từng bước xây dựng lại được thương hiệu cho mình cô thử sức với nhiều vai trò làm MC, diễn giả, người mẫu, live stream bán hàng, phun xăm, kinh doanh cà phê, nhà khoa thẩm mỹ vân vân Trở thành một diễm hương lạc quan, mạnh mẽ, đi qua những khủng hoảng và biến cố. Bây giờ thì câu chuyện tiếp theo mà chúng ta cùng chia sẻ là chúng ta sẽ nói đến những cái lối rẽ, ừ. những cái biến cố và như, cụ thể hơn là những cái thử thách trong uh, cuộc đời của em ạ. Đầu tiên là cái câu chuyện về việc đăng ký kết hôn. Ừ. Ở thời điểm mà Hương đăng ký kết hôn thì cũng đang độ tuổi cũng khá là trẻ. Tại thời điểm đó, uh, Hương không biết mình đăng ký kết hôn. Hương chỉ đơn giản ừ. là được thông báo mình ừ. đã đăng ký kết hôn. Mà em phát hiện ra cái việc đăng ký kết hôn của mình nó có những cái vấn đề nó không được tế nhị cho lắm ạ mình đã quyết định là mình chấm dứt cái ừ. cuộc hôn nhân đó bởi vì ở tại thời điểm đó thì hương nghĩ rằng là mình có khả năng làm việc kiếm tiền nè, rồi mình cũng không mong muốn tiếp tục và kéo dài một cái cuộc hôn nhân mà à, mình chỉ được xem là một cái gì đó là trưng bày thôi. À, vì mình còn quá trẻ, mình sẽ mong muốn như một ừ. cái cái một chú ngựa hoang đó, tung hoành mình muốn làm theo cuộc đời mình mình muốn quản lý và chịu Vậy. trách nhiệm với cuộc đời mình cho nên là uh, hương đã có những cái quyết định như mọi người cũng biết Vậy. và chắc chắn điều đó đã gây lên một cái dư luận không tốt và hương cũng cảm thấy rất là có lỗi bởi vì uh, vì những cái điều cá nhân của hương mà ảnh hưởng đầu tiên là đến gia đình của hương Vậy. nè làm buồn lòng cha mẹ mình thứ hai nữa là làm uh, buồn lòng những người đã yêu mến tin tưởng mình và chắc chắn là điều thứ ba là mình đã sai khi đã làm những cái hành động không suy nghĩ ảnh hưởng đến cả một cuộc tương lai của mình nữa vâng. đó cho nên bây giờ nó còn ảnh hưởng đến con cái mình sau này nữa vâng. cho nên là hương nghĩ là mình đã tại thời điểm đó mình làm những cái công việc nó quá là nóng vội ừ. nhưng mà chuyện gì nó qua rồi à, nhưng cũng rất là may tại thời điểm đó là à, với những cái sự dạy dỗ của gia đình từ bé là à, giúp cho hương có thể đủ nghị lực để mình có thể à, bước tiếp và sửa cho nó đúng hơn những cái gì mà mình đã làm sai à, tất nhiên hương đã làm những cái điều đó là nó không có đúng rồi nhưng mà khi mà mình không làm đúng thì mình không chẳng lẽ mình cứ nằm đó hoài Vậy. mình phải đứng dậy tại cái thời điểm mà mình gấp ngã rồi mình cố gắng mình tìm đường đi cho nó đúng hơn Vậy. cuộc đời là một cái quãng đường nó à, nhiều cái thử thách nhiều cái trải nghiệm và hương tin rằng mình đủ cái niềm tin cái sự kiến thức để mình có thể đi đến cuối cùng một cái con đường đúng với cuộc đời mình nhất. Vâng, và, và tôi có cảm nhận đấy là những cái thử thách đến với bạn cũng khá là sớm đúng không ạ? Yeah. Và bạn phải trả giá cho những cái lỗi lầm của mình. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta sau những cái vấp ngã đó chúng ta đứng dậy và lại tiếp tục để chúng ta được sống với đúng là chính mình và có thể nói rằng là những cái biến cố vẫn tiếp tục thử thách bạn ạ sau cái cuộc uh, ly hôn với một người mà bạn uh, sau cái cuộc ly hôn đó thì bạn lại tiếp tục là có một cái mối tình khác đúng không ạ yeah. và bạn đã quyết định là từ bỏ tất cả để theo người yêu để yeah. đi sang mỹ và lại tạo nên một cái khoảng cách rất rất là lớn giữa bạn và gia đình của mình ạ yeah. à, như hương cũng đã từng chia sẻ ở trên trang cá nhân của mình rằng là mọi người cứ nói rằng là diễm hương hoa hậu diễm hương bị từ mặt ừ. rồi ba... thực ra gia đình hương chưa bao giờ từ mặt mình yeah. cả chỉ chẳng qua là có những cái thời điểm trong quá khứ hương và gia đình không gặp nhau tại một cái thời điểm một cái quan điểm thống nhất và bản thân hương thì hiểu được rằng là làm cha là mẹ hương đã là mẹ rồi thì hiểu được rằng cái quyết định mà không đồng ý cho hương bước vào cái cuộc hôn nhân mới đó bởi vì không một người cha người mẹ nào mong muốn con mình từ một cái chỗ đang rất là sung sướng, yeah. à, rất là chăn ấm nệm êm mà phải bước ra bươn chải đưa cái mặt mình ra với mưa xa với lại nằm lạnh như thế này thì không có một người mẹ nào can tâm cũng không có một người cha yeah. nào đành lòng cả yeah. à, và mà cản nó không được yeah. thì đành chấp nhận rằng là không nói nữa yeah. bởi vì đang bực quá không nói nữa yeah. chứ không có một người cha mẹ nào mà lại từ con bởi vì yeah. Hương biết rằng yeah. sau tất cả những cái hành động của mình thì luôn được Giới truyền thông được mọi vâng. người quan tâm thì vâng. khi đó thì hương nghĩ rằng là ba mẹ hương quan tâm cho nên hương luôn cố gắng sống tốt vâng, vâng. để ba mẹ mình theo dõi vâng. vậy thì khi mà bạn sang mỹ thì bạn đã đối diện với những cái khó khăn ở nơi đất khách quê người như thế nào à, ở việt nam chúng ta thường có một cái phong tục mà hương cảm thấy rất là dễ thương ừ. rất là tình cảm đó là khi mà người con gái mà có có bầu ừ. thì thường sẽ được bà ngoại chăm sóc rồi em bé đẻ ra sinh ra sẽ được rất nhiều người hai bên gia đình Bạn chăm sóc đúng không ạ à. à, nhưng mà hương thì không được như vậy à, tại thời điểm mà hương có thai kỳ và bước vào những cái giai đoạn thai kỳ lớn rồi ừ. thì à, hương lại vô tình và cũng không biết tại sao hương bị à, ở bên nước ngoài thì ở bên mỹ thì người ta gọi là chicken pork, ừ. nhưng mà ở bên việt nam thì chúng ta có thể hiểu đó là thủy đậu nhưng mà do hương ở trong cái thai kỳ lớn rồi cho nên bác sĩ không thể can thiệp À, bằng thuốc thì nếu như um, bác sĩ đưa ra lời khuyên với em như thế này, đầu tiên là em phải ở trong tình trạng cách ly với lại cộng đồng. À, thứ hai nữa là bác sĩ bây giờ không thể nào can thiệp bởi vì lấy em bé ra thì tại thời điểm đó em sẽ em bé vì quá nhỏ ừ. sẽ nhiễm cái virus đó thì cũng sẽ mất. Nhưng mà nếu như hai mẹ con uh, đều sốt lên ở cái khoảng nhiệt độ là 40 độ bà bầu và em bé mà sốt lên bà. thì sẽ bị chết ừ. dạ um, và bác sĩ nói rằng là uh, thôi thì đi về cầu cầu chúa đi cầu nguyện đi um, chứ còn hương thì hương đi xin về nhà hương xin về nhà tại vì hương không chịu cách ly mà thực ra là bác sĩ cũng rất là thương mình bởi vì um, như các bạn cũng biết là um, ở bên nước ngoài á hương là một người vô tình trong cái thời điểm đó hương đi nước ngoài là hương chỉ đi chơi để vì tại thời điểm đó hương bị rất là bị stress uh, vì gia đình vì mọi thứ rồi lại có bầu nữa cho nên hương định đi chơi nhưng mà hương vô tình bị nhiễm cái bệnh đó mà cũng không biết vì lý do gì cho, nhưng mà bác sĩ phải chỉ định vì hương phải cách ly với cộng đồng rồi thì hương lại không có bảo hiểm Và thì là nó rất cực kỳ mắc khi mà rất chúng ta phải dạ, chi phí đúng tên hương hương quyết định là hương nói là hương mong muốn về nhà để tự chăm sóc thì bác sĩ cũng nói ok Nếu như vậy thì đi về nhà chăm sóc Và hãy cầu nguyện đi Thì có những cái thời điểm uh, Cũng rất là may mắn là Ba em bé đã có mặt kịp thời Tại ở bên đó để có thể chăm sóc Hương với lại em bé Thì um, không biết như bằng một cái phép màu nào uh, Chắc là Hương cầu nguyện Với lại đức mẹ Cho nên là Hương cứ sốt đến 39 độ rưỡi Là nó sẽ xuống và. Nhưng mà có những cái giai đoạn và những cái thời điểm Thời điểm cao trào thì Hương biết rằng mình um, nó nó hương rơi vào trạng thái là bị uh, uh, nói sản á nói sản và nó 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 uh, hôn mê nữa Hùng, nó à. mơ hồ lắm à. nó mơ hồ lắm thì hương mới dặn với ba em bé rằng là uh, nếu như nếu như mà phải chọn thì nên quyết định là chọn em bé không giữ mẹ uhm. vì uh, lúc đó hương nghĩ rằng là con mình đủ tháng rồi hương là một người rất là sợ chết không biết vì lý do sao nhưng mà lúc còn nhỏ thì em rất là sợ chết mà. nhưng mà đúng là khi mà có con thì người mẹ nào cũng uh, dũng cảm hơn rất à. là nhiều à. cho nên là hương đã quyết định là và sau khi hương nói cái câu đó xong là hương liệm đi à. thì um, thực sự hương cũng không biết là ba bé đã cầu nguyện hay làm bằng cái gì um, liên tục đắp nước rồi uh hương cũng không biết làm như thế nào nhưng mà qua ngày hôm sau thì hương dần hồi phục với sự cái cầu nguyện thì um, hương uh, qua được và khi mà hương uh, đi vào bệnh viện để sinh em bé đúng cái thời điểm mà phải sinh hương không có sức rặn à, phải chỉ định tiếp tục làm mổ thì um, sau khi mổ em bé xong thì ba uh, ngày sau hương phải về thì lại tiếp tục hương bị một cái bệnh uh, bác sĩ nói là dư tủy Mười ngàn người có một người thế là mình thấy mình xui quá ừ, nhưng mà xui nó không bằng là bác sĩ lại kêu là cái bệnh này á à, mình phải nhập viện lại về vấn đề tiền nữa à, cái hương mới nghĩ rằng là không bây giờ cho cho về đi chứ không có tiền để trả đâu tại đã tốn hết rất là nhiều tiền vì cái chuyện này là mình không dự đoán và xin em bé ra thì hương đã tốn tới cả tiền tỷ lận Vâng. Cho nên là tất cả những cái tiền dành dụng tại thời điểm đó của cả hai vợ chồng tại thời điểm đó, đó nó cũng hết theo em bé luôn Mà mình phải hy sinh, mình không nghĩ được xa hơn nữa à, Thì về cũng là may mắn Hương cầu nguyện Hương cầu nguyện rồi cũng bằng một cái mẹo bác sĩ chỉ à, Là sau đó theo dõi cũng may mắn là từ 4 đến 5 ngày sau Hương không nhớ nữa là Hương cũng bình phục và lập tức 15 ngày sau hương phải dẫn em bé về Việt Nam để tiếp tục um, hương phải um, mạnh mẽ kiếm tiền để nuôi em bé. Vâng đó. đúng là bản năng của một người mẹ đúng không ạ có thể rằng là chúng ta chấp nhận hy sinh bản thân của mình để bằng mọi giá có thể cứu được con đúng không bạn? thì tại cái thời điểm mà bạn ừ. quay trở về Việt Nam thì bạn gặp phải những khó khăn như thế nào? Hương nghĩ rằng á mọi người không nhớ ừ. nó sẽ đỡ hơn à. là mọi người nhớ nhưng mà nhớ trong một cái tình trạng là nhớ những cái điều nó không tốt đa đúng rồi đúng rồi cho nên là tự nhiên từ một cái vị trí rất là cao rất là niềm mơ ước của rất nhiều đúng người. rồi vâng. à mình kiếm rất là nhiều tiền ừ. nhưng mà mình bây giờ mình rơi vào cái trạng thái là đúng kiểu là à, lúc còn thời thì cửa ngựa bắn hoa vâng. lúc không còn thời thì người ta gọi là <laughs> lụm như thung bắn rùi đó vâng. thì à, hương đã trong cái tình trạng rất là bẻ bàng là bị ép giá ừ. bị à, mình có thể là khán giả không nhận thấy cái điều đó trên sân khấu nhưng mà mình bị ép ngay cả trên sân khấu mình bị đưa vào cái trạng thái là uh, không có sự lựa chọn mà. kiểu hầu như là người ta lấy mình ra làm trò cười á à. uh, uh, ngay cả bạn diễn của mình hay là ngay cả bạn trong cái giới của mình luôn nhưng mà mình biết rằng mình phải chấp nhận vì ừ. mình đang ở trong thời thế nào uh, và có những thời điểm hương vì phải kiếm tiền nuôi con mình để phục hồi lại những cái uh, tài chính kinh tế cho bản thân mình cho con mình thì mình phải chấp nhận là có những show đi có 500 trăm ngàn luôn á ừ. là phải ngồi ở vị trí uh, uh, khách mời hay tham gia chơi có 500 trăm ngàn thôi mà mình phải quay liên tục liên tục liên uh, tục có những cái trường hợp mà chắc mọi người sẽ không nhận ra vì đó là do cách dàn dựng là hương sốt và uh, gọi là sốt ly bì á hương rơi vào trạng thái mê man ở ngay trên sân khấu nhưng hương vẫn phải ngồi ở trên cái ghế và khoác một cái vét để mình quay vì mình quay liên tục với ánh đèn như thế này nè à, nhưng mà mình cứ nghĩ trong đầu là phải cố lên phải cố lên bởi vì à, qua được cái này thì mình sẽ đi tiếp được còn mình quỵ ngã ngay bây giờ thì không chỉ mình quỵ ngã mà cả con mình không tốt mặc dù chồng hương tại thời điểm đó cũng cố gắng rất là nhiều nhưng mà tính của hương từ nhỏ là mình sẽ không muốn ai coi thường mình và mình cũng mong muốn phục hồi nhanh lại những cái gì mà đáng lẽ ra mình không phải là mình được hưởng mà con mình phải được hưởng một cô gái đúng là đầy nghị lực ạ à. và tôi nghĩ rằng là nội lực trong con người của bạn rất là lớn thông thường thì khi mà con người ta sẽ đi qua những cái biến cố như vậy mà để quay trở về việt nam làm lại từ đầu ra đi trong một cái thời điểm gọi là cũng khá là huy hoàng nhưng cũng vướng mắc rất là nhiều tai tiếng nữa ạ. À, có thể bạn đang chạy trốn với cái thực thực tại ở thời điểm đó đúng không ạ? Khi mà bạn sang Mỹ ừ. chẳng hạn và bạn lại quay về và đối diện với những khó khăn và những cái thử thách cảm thấy khâm phục bạn một cái nghị lực rất là lớn tất cả chúng ta sẽ bỏ qua để vì con cái vì gia đình đúng không ạ và một trong những cái minh chứng đó là trong một tháng mà bạn đã ép cân của mình ạ yeah. từ uh, một người mà mới sinh con thì cũng khá là mập đúng không ạ ép xuống 25 cân trong một tháng một tháng rưỡi một tháng rưỡi yeah. mà xuống được 25 kg thì <laughs> tí nữa tôi phải xin bí quyết của bạn là tại thời điểm đó hương ừ. cũng là gặp một cái biến cố là hương mà. bị trầm cảm ừ. à, hương trầm cảm mà à, ai cũng biết là trong gia đình đó, cái thời kỳ mà chúng ta son trẻ nó khác với cái thời kỳ bắt đầu cơ máu gạo tiền. Vậy. Ai cũng vậy. Um, mà Hương lại bị những cái um, gọi là uh, cái thực tiễn nó lại tát vào mặt mình nữa bằng những cái điều không có tốt từ cái người trong sống trong cuộc vậy. với mình thì mình thấy rằng là à không được để người ta coi thường mình như vậy bởi vì người ta coi thường mình có nghĩa là coi thường gia đình mình, ừ. coi thường ba mẹ mình. Vậy. Thế là Hương bằng mọi cách mình phải lấy lại những cái gì mà ba mẹ mình cho đó là về sắc vóc về những cái gì mà à, mọi người phải công nhận là mình là một người đẹp một cái người đáng được họ trân trọng chứ không phải là bởi vì do mình sinh con do mình chấp nhận dừng lại để mình làm hậu phương để rồi họ coi thường cái người trước mặt họ là mình, vâng. cho nên là Hương đã phải nỗ lực, phải tự tìm tòi ra công thức nè để mình giảm cân, ép vâng. cân. Có những thời điểm Hương phải ói ra mực xanh, bởi vì thử những cái thuốc ở trên thị vâng. trường á. Vâng. và cái sự nỗ lực cũng như là cố gắng của bạn thì cũng đã dần được à, đền đáp một cách xứng đáng ạ. Bây giờ thì bạn đang đảm nhiệm khá là nhiều vị trí, à, là một MC, là một người mẫu và đặc biệt là với lĩnh vực kinh doanh thì bạn cũng gặp khá là nhiều may mắn. Vậy thì cơ duyên nào bạn đã đến với lĩnh vực kinh doanh? À, nói kinh doanh thì ngay từ hồi lúc mà trước khi đại dịch đó là hương đã bắt đầu làm nước ép giảm cân bằng ớt và hương rất là mong muốn và nỗ lực để có thể làm cái đó ừ. đầu tiên không phải ừ. vì hương muốn kiếm tiền mà hương hiểu được nỗi đau là rất nhiều người phụ nữ sau sinh đó họ cũng muốn được giảm cân ừ. cũng muốn tự tin lại trước mặt chồng trước mặt mọi người hương cũng nỗ lực lắm rồi xong sau đó trong cái quá trình sao dịch hương nỗ lực lại tiếp tục khởi nghiệp ừ. để làm ra cái bột đó để Giúp cho mọi người cũng ốm như mình Để có thể tự tin không có bị chồng Hay là bị à. bất cứ ai coi thường Nhưng Hương thất bại Đó là một cái nỗi đau Và mà có thể mọi người nghĩ rằng à, Cái nỗi đau của Hương khi mà bị mọi người um, Dè biểu à. Khi mà Hương gặp biến cố đau đớn rồi Nhưng mà khi mà làm doanh nghiệp rồi Khi bắt đầu kinh doanh, khởi nghiệp mà thất bại Thì Hương nghĩ cái đau đó nó còn đau hơn nữa à. Có những cái ngày mà Cái ngày mà Hương đau hơn nữa là đó, đó là Hương nhớ vào một cái ngày tháng 9 Cuối tháng... Uh, Đầu đầu tháng 9 năm 2022, Hương phải tự tay xé bỏ và dục đi những cái sản phẩm, những cái bao bì mà mình tâm huyết trong suốt bao nhiêu năm á. Thì Hương cũng đã phải ngồi trên xe hơi khóc rất là nhiều. Hương phải bỏ đi và rất nhiều tiền của Hương để dành từ cái lúc mà mình à, quay lại Việt Nam mình làm kiếm tiền á. Mình lại đổ dồn vô cái khởi nghiệp này. Rồi mình lại bị ngã một lần nữa. Yeah. Nhưng mà... Hương nghĩ rằng là Hương là giống như có một cái người đã từng nói Hương giống như một chiến binh ấy Hương giống như một con lực đực á Cứ đánh Hương gục xuống Có thể Hương nằm nhưng mà Hương cũng sẽ bực lên thôi Thì tại thời điểm đó Hương cũng buồn Cái rồi là mình biết rằng là mình không có một cái cộng sự Để mình tiếp tục thôi Hương dần cái câu chuyện đó lại Rồi nhưng mà mình thấy rằng mình nhận thấy rằng là Thị trường xung quanh mình á là Mọi người đang rất là nở rộ thị trường livestream vâng. bán hàng À, có thể nói ra đây với chị thanh long với lại tất cả quý vị khán giả thì mọi người nghĩ rằng cái đó nó đâu có gì đâu mà yeah. hay nhưng mà mọi người phải hiểu được cái cảm giác của một hoa hậu mà phải bán hàng livestream đó là một nỗ lực yeah. bởi vì um, hương không thể nào mà uh, lên 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 livestream vừa hát hay vừa làm trò hề như mọi người thấy được rằng là chửi hay là như thế này thế nào cho nên hương phải tìm một cái cách lối đi riêng và tại thời điểm khi mà hương quyết định mình gia nhập vào cái thị trường bán livestream á thì thì hương bị rất nhiều người dè biểu thậm chí là chửi thậm chí là coi thường là người ta nói một cái câu như thế này là ô hoa hậu lấy đại gia rồi bị bỏ rồi cuối cùng phải bán hàng loa chim khổ vậy đó là một cái điều có lẽ là một số người sẽ cảm thấy hà hê đúng không ạ dạ đúng Tại rồi cái thời điểm đó mà mình gặp nhưng những mà cái... hương hương này. thấy rằng là cái gì cũng vậy cả kiếm tiền không bao giờ dễ, hoa hậu cũng không dễ giống như chị cũng đã thấy là hương cũng phải chạy xô, tập dưới mưa, thì bán live stream cũng không phải là một cái gì dễ nhưng mà đổi lại cái trái ngọt là trong suốt gần 2 năm qua hương đã được khán giả mà là khách hàng coi live stream của mình nhận ra và hương dần à, có thể thông thạo với cái kỹ năng bán livestream và hiện nay hương hương cảm thấy rằng wow có vẻ giống như bây giờ các hoa hậu cũng bán livestream và bây giờ mình trở thành một người master và được mọi người à, mời gọi là hợp tác để bán livestream mà mình thấy ủa hồi xưa sau coi thường mình lắm mà à, mọi người chưa biết có cái thời điểm hương bị đối tác làm bánh bông lan và. lừa một tỷ mà ngồi trong bàn có luật sư của hương ngồi họ nói với hương như thế này đồ cái thứ hoa hậu hết thời và. mà bây giờ phải bán livestream từng cái chai nước nhưng mà hương nghĩ rằng tại thời điểm này hương nhìn lại hương không biết cái người nói đó có thấy buồn hay không bởi vì anh ấy cũng đang tìm một người bán livestream ừ. cho nên là hương nghĩ rằng à, phụ nữ chúng ta hay tất cả những người à, đừng coi thường những cái công việc kiếm tiền bởi vì à, kiếm tiền đó là nhận thức được những cái gì đang diễn ra và nắm bắt thời cơ à. và hương rất là may mắn khi mà à, vì những cái ngày trước đó mình bỏ qua cái sĩ diện của mình những cái gì mà mình nghĩ rằng nó mang lại danh dự nhưng không khi mình làm ra được đồng tiền bởi mình và mình có được tài sản thì cái đó mới là danh dự à, Cái điều mà Thanh Long đang khá là tò mò Đó là dường như là sau khi mà bạn à, Từ Mỹ trở về Việt Nam thì Hầu như là không nhận được cái sự à, giúp đỡ Từ phía gia đình của mình Mà hoàn toàn là sự nỗ lực của bản thân của bạn Vậy thì có một cách nào đó Bạn à, kết nối lại được với những người thân của mình không ạ Và bây giờ hiện tại thì như thế nào ạ Ờm um, hương không biết là bằng cái cách nào nhưng mà hương nghĩ cái may mắn nhất của hương đó là à, đúng là mọi thứ nó xảy ra với cuộc đời hương nó xuống cùng cực ừ. đó là khi mình có bầu à, mọi thứ nó xuống tới đáy luôn âm luôn nhưng mà dường như cái đó lại là phép màu để gắn kết gia đình hương lại à, và con trai của mình đó là một cái điều may mắn đã giúp hương có thể à, gặp nói chuyện và gia đình hương có thể à, bỏ qua tất cả mọi thứ mà đang khúc mắt trong lòng để có thể cùng ngồi lại có một cái sự dây ừ. kết nối thì con hương là một cái điều như vậy yeah. ngoài ra thì hương luôn nghĩ rằng mình sai và mình không đúng cho nên là cái gì mình tỏa ra trong vũ trụ mình phát tín hiệu ra thì chắc chắn người đối phương sẽ nhận được thì hương luôn mong muốn gia đình ba mẹ mình hiểu được rằng con hiểu là con sai nhưng mà tuổi trẻ nào ai cũng phải có những cái vấp ngã và con cần phải những cái vấp ngã đó để con bước đi trong cuộc đời thì um, chắc chắn là vì những cái điều mà mình luôn nhận thấy thì gia đình mình cũng thấy mà vâng. nên hương đã nói như lúc nãy đó mình dù là gia đình mình không nói với mình trực tiếp nhưng mà khi mà cách mình sống nè hình ảnh của mình như thế nào thì ba mẹ mình cũng sẽ xem cho nên là hương luôn truyền đến một cái thông điệp với cả truyền thông với lại trên tất cả mọi người là hương biết hương sai vâng. Và chắc chắn thì mọi thứ nó phải bắt đầu từ câu là con xin lỗi yeah. Chứ mình không thể nào mình cứ trơ trơ cái mặt mình ra như vậy được um, Cho nên là bây giờ Hương nghĩ rằng là gia đình của Hương khá là ok um, Nhưng mà mọi người thì cứ trông chờ vào rằng là Hương phải bốt nhiều hình gia đình lên Nhưng mà tính Hương thì không như vậy Cho yeah. nên là phải xin lỗi với tất cả mọi người Vì Hương luôn nghĩ rằng là trong gia đình Hương có một mình Hương là người nổi tiếng thôi yeah. uh, Nổi tiếng ở đây là cả được mọi người biết cả những cái tai tiếng à. cả những cái điều không đúng và những cái điều đúng à, còn lại trong gia đình hương không ai chọn cái con đường này cả à. cho nên hương tôn trọng mọi người vì vậy cho nên là hương không muốn đăng hình của ai cả ở à, trong đây thì đôi khi hương có đăng hình em bé là bởi vì à, mong muốn có nhiều khán giả có nhiều cô bác cũng rất là yêu quý hòa à. cho nên hương đăng hình còn lại hương sẽ không có đăng hình ai trong gia đình hương vâng qua cái cuộc trò chuyện này thì tôi vẫn thấy rằng là bạn luôn luôn thể hiện cái sự biết ơn đối với cha mẹ của mình đúng không ạ đặc biệt là bạn nói rằng là bạn có được ngày hôm nay là nhờ được sinh ra trong một cái gia đình mà đã cho bạn rất là nhiều cái điều kiện tốt nhất chăm sóc bạn tốt nhất chính vì vậy cho dù chúng ta vấp ngã cho dù là bố mẹ có thể có những cái lúc mà bất đồng quan điểm với mình nhưng quan trọng nhất là một người con vẫn luôn ghi nhớ công ơn của bố mẹ thì chắc chắn đến một ngày nào đó thì bố mẹ cũng sẽ nhận ra thôi đúng không ạ? Yeah. Sự cố gắng và nỗ lực của bạn. Mình thì... phải hành động nữa. Dạ, yeah. <laughs> mình phải hành động nữa. Rồi. Nhưng mà cũng may lắm là bởi vì Hương nghĩ là từ nhỏ chắc có lẽ là mẹ Hương đã dự đoán và tiên đoán được ba Hương cũng dự đoán và tiên đoán được rằng là cuộc đời của con mình sinh ra tuổi canh ngọ cho nên trước sau gì nó cũng sẽ phải vất vả, nó cũng sẽ phải nhiều cái thử thách là một cái con ngựa hoang cho nên sẽ phải đối mặt với lại những cái uh, mưa giông bão tố cuộc đời cho nên là uh, Hương đã được dạy là mình phải luôn tự lập. Và vì như vậy cho nên là Hương um, khá là thuận lợi trong cái việc là tự giải quyết với bản thân của mình, vượt qua, vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực. À, mặc dù nó cũng không có phải là dễ dàng đâu. À, cho nên là Hương đã từ bước à, giống như là mình rối chỗ nào mình gỡ chỗ đó. Hạnh phúc khi mà chúng ta đã đi qua những cái sóng gió rồi thì bây giờ là lúc mà chúng ta sống với những cái giây phút bình yên đúng không ạ? Vậy thì bạn bận rộn với nhiều vai trò với rất là nhiều những cái lĩnh vực mà bạn đang thử sức như vậy thì à, bạn sẽ sắp xếp thời gian cho con cái cho bố mẹ của mình như thế nào Hương không là một người mẹ giỏi cũng không là một người mẹ đảm đang bù lại là à, ông trời cho Hương là có ba mẹ hỗ trợ mình đưa đón em bé đi học ngoài ra cũng có ba em bé đã giúp Hương trong cái việc là À, theo sát con nếu như hương đi xa và hôm nay thì bạn có thể chia sẻ thêm cho khán giả ntv là những cái dự định trong thời gian tới của bạn là như thế nào à. hương có dự định trong vòng 1 đến 2 năm nữa sẽ mở ra hai cái kinh doanh khác đặt mục tiêu là 5 năm năm à. để mình có thể ổn định về tài chính hương cũng phải đưa con mình đi sang nước ngoài định cư mình sẽ cống hiến cho con mình cho ba mẹ mình là 7 năm nữa thì hương sẽ dành ba mươi phần trăm là cống hiến cho gia đình thôi à. còn 70% phần trăm là mình sẽ sống cho cuộc đời của mình để mà mình trước khi mà mình không thể làm được nhiều điểm nữa mình sẽ yêu bản thân của mình hơn đúng không dạ. ạ dạ hương sẽ làm nhiều thứ hơn vâng. à, cảm ơn những chia sẻ của hoa hậu lưu Diễm Hương trong chương trình hôm nay và xin chúc bạn sẽ đạt được những cái mong muốn những cái dự định của mình trong tương lai ạ hương rất là cảm ơn bởi cái buổi trò chuyện thân mật ngày hôm nay rất cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe những tâm sự của hương à, quý vị thân mến và đến đây thì thời lượng của chương trình trò chuyện cuối tuần cũng xin khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau